Chào mừng các khán giả cùng trở lại với hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, Tam Quốc là thời kỳ phân tranh giữa ba thế lực lớn là Ngụy, Thục, Ngô. Đây là một trong những thời kỳ phân tranh quyết liệt nhất và cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Họ sở hữu những vũ khí huyền thoại được miêu tả là có uy lực và khả năng vô cùng đặc biệt. Lịch sử chứng minh chiến tranh là sự thúc đẩy đỉnh cao của khoa học kỹ thuật quân sự. Hàng trăm loại vũ khí được nghiên cứu, thử nghiệm và sử dụng để một thế lực giành lợi thế trên chiến trường so với đối thủ. Thời kỳ Tam Quốc diễn ra trong thời gian ngắn, thế nhưng tại đây đã sản sinh ra hàng loạt vị tướng huyền thoại sử dụng các loại binh khí được coi là đỉnh cao kỹ thuật lúc bấy giờ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video của lịch sử Trung Quốc hôm nay. Đan Thất Huyền Cầm. Khi nhắc đến Thất Huyền Cầm, chúng ta thường nghĩ ngay đến một loại nhạc cụ có từ cổ xưa của người Trung Hoa, nhưng ít ai biết nó cũng đồng thời là một loại vũ khí. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, chiếc đàn này không phải là một loại vũ khí gây sát thương trực tiếp, nhưng có khả năng đánh đuổi cả một đội quân hùng hậu. Còn nhớ khi Gia Cát Lượng bị Tư Mã Ý vây ở Tây Thành, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ông đã mang cây đàn ấy lên ngồi trên mặt thành, bình thản gảy. Khi nghe âm luật và nhìn phong thái bình tĩnh với tiếng đàn truyền giao cách cảm, hàm chứa thông điệp đầy ẩn ý của Khổng Minh, Tư Mã Ý hiểu ý liền vội rời đi. Thực ra Tư Mã Ý sợ có quân mai phục trong thành chỉ là một lý do. Nguyên nhân đằng sau là Tư Mã Ý hiểu chỉ khi Gia Cát Lượng còn thì mình cũng mới bình an vô sự. Một khi Gia Cát Lượng không còn, Tư Mã Ý cũng sớm bị hoàng đế nước Ngụy trừ bỏ. Săn được thỏ thì giết chó, bắt được cá thì vứt giỏ. Khi đại nghiệp thành, chiến tranh qua đi, tức mưu sĩ và đại tướng sẽ bị hại. Đó là lẽ thường trong lịch sử. Với Gia Cát Lượng mà nói, đây cũng là một kiểu chiến tranh tâm lý cực kỳ đặc biệt. Người ta nói, tiếng đàn của Gia Cát Lượng có sức mạnh của chuột vạn hùng binh là như vậy. Tiếng đàn đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình như một loại vũ khí lợi hại, xưa nay ít thấy. Chỉ có bậc cao nhân mới có thể sử dụng chúng, và đối thủ cũng nhất định là phải ở cùng một cảnh giới thật cao mới có thể hiểu nổi. Tam Tiêm Thương. Tam Tiêm Thương được mô phỏng theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long ba đầu hóa thành. Cây thương này phần đầu được làm to, mài sắc hai cạnh, đầu của thương được chẻ làm ba. Với thiết kế như vậy, người sử dụng có thể bổ mạnh uy hiếp đối thủ, móc kẹp vũ khí và có thể đâm làm đối thủ ngã ngựa. Trong Tam Quốc, Tam Tiêm Thương được Khương Di sử dụng. Một người nữa cũng sử dụng thương vô cùng điêu luyện trên chiến trường chính là một trong ngũ hổ tướng của Tây Thục, Triệu Tử Long. Với cây thương của mình, Tử Long đã từng khiến Tào Tháo giật mình sửng sốt. Trong trận Đường Dương Trường Bản, Tử Long đã dùng cây thương này để cứu ấu chúa A Đẩu, con trai Lưu Bị và lấy mạng hàng chục viên tướng của Tào Tháo. Trong trận mạc, Tử Long chính là một viên tướng uy dũng vô cùng. Tam Xích Thanh Phong. Trong võ lâm, sử dụng được song kiếm không có mấy người. Người luyện võ đều biết câu, luyện đao trăm ngày, luyện thương ngàn ngày, luyện kiếm vạn ngày. Vì vậy, người sử dụng được kiếm mà lại là song kiếm, nhất định là một nhân vật không bình thường. Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa chính là người như vậy. Kiếm hay gươm là một loại vũ khí lạnh, cấu tạo từ một thanh kim loại dài, được mài bén dùng để đâm, chém và tác chiến. Dài hơn dao, hẹp nhẹ và mỏng hơn dao. Kiếm được sử dụng trong nhiều cuộc chiến trên khắp thế giới, từ thời thượng cổ. Sở hữu Tam Xích Thanh Phong với hai tay hai kiếm, Lưu Bị đã từng đấu với Lã Bố trong trận Hổ Lao Quan, đã từng đánh với Đô Đốc Hạ Hầu Đôn ở Gò Bát Vọng. Trước những đối thủ mạnh và rất mạnh như thế, đôi song kiếm này đã hoàn thành xuất sắc vai trò bảo vệ chủ nhân của mình. Bát Xà Mâu. Bát Xà Mâu là binh khí được Trương Phi sử dụng. Theo mô tả, đây là cây mâu dài, lưỡi được uốn lượn như thân rắn, đầu được mài sắc. Bát Xà Mâu thường được sử dụng để đâm chém ngang với tốc độ cao. Ngoài ra, còn được sử dụng để bổ và trượt dọc thân vũ khí của đối thủ nhằm buộc đối thủ phải buông vũ khí. Người sử dụng Bát Xà Mâu phải kết hợp được sức mạnh và sự nhanh nhẹn, khả năng ứng biến trong mỗi trận tốt. Như đã thấy Trương Phi khi sử dụng thường dồn sức mạnh để đâm, bổ, chém ngang, cộng với một số thủ thuật gây sức ép tâm lý khiến đối thủ phân tâm để ra đòn kết liễu nhanh chóng.
Với bát xà mâu trong tay, Trương Phi đã tung hoành khắp các chiến địa nổi tiếng nhất thời Tam Quốc, cùng Lưu Bị đánh quân Khăn Vàng, đụng độ Lã Bố ở Hổ Lao Quan, đánh Tào Tháo ở Xích Bích, vào Tây Xuyên diệt Lưu Chương. Trương Phi và bát xà mâu cùng con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết là một trong những kết hợp mạnh mẽ nhất, thể hiện đầy đủ dũng khí của một tướng quân thời cổ đại. Phương Thiên Hỏa Kích. Phương Thiên Hỏa Kích được biết đến như một trong những vũ khí nổi tiếng nhất trong tác phẩm văn học trung đại. Tuy không phải vũ khí đáng sợ nhất, nhưng nó thuộc về nhân vật đáng sợ nhất là Bố. Là một trong những vũ khí cổ xưa nhất trong lịch sử Trung Hoa, nhiều sử gia cho rằng các mẫu vũ khí có hình dạng tương tự như kích đã xuất hiện từ thời nhà Thương khoảng 1.000 năm trước Công Nguyên. Hình dáng của kích được phát triển từ cây thương hoặc giáo, nhưng có thêm hai lưỡi thép tựa như trăng lưỡi liềm ở hai bên hoặc chỉ một bên. Với thiết kế như vậy, kích không chỉ để có đâm, rạch, đập như thương, mà còn có các kỹ thuật như chặt, móc, kéo cơ thể hoặc vũ khí của đối phương. Để dễ dàng sử dụng kỹ thuật này, thanh kích có phần cứng và ít dẻo hơn thương. Các tên của vũ khí này có thể bật mí thêm một vài chi tiết thú vị. Phương Thiên nghĩa là thiên lệch sang một bên, chứng tỏ vũ khí của Lã Bố chỉ có một mảnh thép chứ không phải hai. Riêng chữ Hỏa Kích, cây kích đem lại tai họa, lại được sử dụng như một cách thể hiện nhấn mạnh tính hủy diệt và đáng sợ của vũ khí này. Kích vốn là một vũ khí khó sử dụng với trọng lượng nặng hơn các vũ khí khác. Cộng thêm sở hữu nhiều đòn thế đa dạng và phức tạp, kích đòi hỏi người sử dụng phải có một sức khỏe và bản lĩnh tương đối. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, Lã Bố 11 tuổi đã đánh bại đại lực sĩ giỏi nhất của dòng tộc. Sau này lớn lên, gặp tướng thì trảm tướng, đối đầu với vạn quân không hề mảy may run sợ, lại từng một mình chấp cả ba anh em Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi. Tác giả khắc họa hình ảnh Lã Bố gắn liền với Phương Thiên Hỏa Kích, hẳn cũng có ý đồ làm nổi bật tài năng của vị danh tướng này. Cặp bài trùng Phương Thiên Hỏa Kích và Lã Bố trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa. Không chỉ là một nhân vật, một vũ khí và một câu chuyện, đó còn là những bài học sâu sắc với người đọc và sự trung thành và chính trực. Có thể Phương Thiên Hỏa Kích chưa từng tồn tại ngoài đời thật, thế nhưng xét về mặt văn học, Phương Thiên Hỏa Kích là mảnh ghép hoàn hảo cho Lã Bố và Tam Quốc diễn nghĩa. Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Chiếc đao của Quang Vũ có tên đầy đủ là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Xem qua phim Tam Quốc diễn nghĩa, có lẽ ai cũng biết đến chiếc đao này của Quang Vũ. Thanh Long Đao là một loại đao thuộc Yển Nguyệt Đao. Do trọng lượng của chiếc đao này rất nặng, nên nó thường được dùng để luyện tập cho sức mạnh của cánh tay, chứ không dùng để chiến đấu. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã được Quang Vũ sử dụng làm binh khí trong chiến đấu. Chiếc đao này của Quang Vũ có trọng lượng 82 cân thời xưa, tương đương với 49,2 kg hiện tại. Tiểu thuyết có viết, Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã được thợ rèn đệ nhất thiên hạ làm ra và chỉ được rèn vào ngày trăng tròn. Khi Thanh Long Yển Nguyệt Đao vừa được rèn xong, bỗng nhiên gió bão bắt đầu nổi lên. Sau đó từ trên không trung rơi xuống 1.780 giọt mưa máu. Người ta cho rằng đó chính là máu của Thanh Long, con rồng màu xanh. Lý do đó mà nó đã được gọi với cái tên Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thanh đao này cũng đã lấy mạng 1.780 người. Trong trận chiến Hổ Quan Lao, Lã Bố nói, đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại. Trước trận chỉ sầu não trước quan vân trường. Thanh Long bảo đao rực rỡ trong sương tuyết. Chiến bào anh vũ bay như cánh bướm. Quan vân trường được miêu tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tầm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cưỡi ngựa xích thố, dáng vẻ ai phong lẫm liệt, đó đã đi sâu vào trái tim của biết bao người. Các bạn thân mến, Quan Vũ cùng chiếc thanh đao này đã lấy mạng không ít võ tướng. Người đời sau đã gọi Thanh Long Yển Nguyệt Đao là Quan Đao. Sau khi Quan Vũ chết, Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã bị một tướng của Đông Ngô là Phan Trương chiếm đoạt. Và cuối cùng, Quan Hưng, con của Quan Vân Trường đã giết Phan Trương để trả thù cho cha và lấy lại chiếc Thanh Long Yển Nguyệt Đao này. Thanh Long Yển Nguyệt Đao và Quan Vũ đã trở thành một biểu tượng không thể tách rời. Bên cạnh đó, bí ẩn cái chết của Quan Vũ cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Trong giai đoạn xây dựng uy danh thời Tam Quốc, Quan Vũ hết gây xích mích với Tôn Quyền lại thể hiện thái độ đối với Lưu Bị, Gia Cát Lượng và còn khước từ lòng tốt của Tào Tháo. Điều này đã khiến cho các học giả Trung Quốc sau này nhận định cả ba thế lực Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy đều hiểu rõ rằng Quan Vũ không chết thì đại cục không thể nào yên ổn.
Khước Từ Tào Tháo, bất đắc dĩ quy hàng Tào Tháo, Quang Vũ được đối đãi hết sức nồng hậu. Quang Vũ được phong làm Hán Thọ Đình Đầu. Chức tước này trên danh nghĩa là Hán Hiến Đế sắc phong, nhưng thực chất là do chủ ý của Tào Tháo. Quang Vũ hết sức coi trọng chức tước này, vì trong mắt một người trung quân phục Hán, đây là bằng chứng cho thấy Quang Vũ bắt đầu bước chân vào hàng ngũ quan lại của nhà Hán. Sau này, Quang Vũ nhất quyết quay về với Lưu Bị, thậm chí còn qua Nam Ải chém 6 tướng Tào. Nhưng nếu ở lại với Tào Tháo, tư tưởng trung quân phục Hán cùng tính cách kiêu căng ngạo mạn cũng sẽ sớm hại chết Quang Vũ. Cái chết của Tuân Úc là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Các học giả Trung Quốc phân tích Tuân Úc là mưu sĩ sớm của Tào Tháo, luận về tài năng chỉ đứng sau Quách Gia. Sinh thời mưu sĩ họ Tuân xuất phát từ gia tộc tứ thế Tam Công, bốn đời làm quan to, địa vị vốn cao hơn Tào Tháo rất nhiều. Bởi vậy, khi được Tuân Úc đầu quân, Tào càng có sự ủng hộ của cả nhà họ Tuân, thế lực và địa vị nâng cao không ít. Tuân Úc tận tâm, trung thành, lập nhiều công trạng, được Tào Tháo rất mực trọng dụng, kính nể. Nhưng càng về sau, Tuân Úc càng lộ rõ mục đích đi theo Tào Tháo để trợ giúp cho nhà Hán. Trong khi đó, Tào Tháo chỉ muốn chấm dứt một triều đình bù nhìn để xưng đế. Kế hoạch này sớm muộn bị Tuân Úc phát hiện. Từ chỗ làm mưu sĩ thân cận, Tuân Úc công khai đứng ra phản đối Tào Tháo. Kết quả là mưu sĩ tài ba này bị Tào ban cho một chén rượu độc mà chết tức tưởi. Không bằng lòng với Lưu Bị, trở về thuộc Hán, Quang Vũ lẽ ra không nên nhắc đến chức Hán Thọ Đình Đầu để tránh làm Lưu Bị không vui. Bởi tính tình ngạo mạn kiêu căng, Quang Vũ vẫn nhiều lần tự xưng tước vị mà Tào Tháo ban cho. Quang Vũ coi đây là vinh dự, thì Lưu Bị có thể nghĩ huynh đệ mình đã trúng kế thùy uy của Tào Tháo. Theo các nhà học giả Trung Quốc, bất hòa giữa hai huynh đệ từng uống máu ăn thề dần dần lên đến đỉnh điểm. Nếu Lưu Bị chết, Quang Vũ là ứng cử viên sáng nhất để nắm quyền lực thuộc Hán. Trong khi đó, nếu Lưu Bị giết Tào thành công, Quan Vân Trường sợ rằng kẻ tiếp theo phải rơi đầu sẽ chính là mình. Đến khi chiếm Tây Xuyên, cả Gia Cát Lượng, Pháp Chính và nhiều người khác đều cực lực khuyên Lưu Bị xưng đế, nhưng Lưu Bị một mực cự tuyệt, chỉ muốn làm Hán Trung Vương. Điều này khiến cho Quan Vũ trong lòng vô cùng bất mãn. Quan Vân Trường cho rằng danh xưng ấy không được Hán Hiến Đế phê chuẩn, không được công nhận là hành động phản nghịch. Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung miêu tả chi tiết vụ việc này. Khi Phí Y mang theo chiếu bổ nhiệm của Lưu Bị đến Kinh Châu, Quang Vũ ngang nhiên hỏi, Hán Trung Vương phong cho ta làm tước gì? Thái độ của Quang Vũ tỏ rõ sự bất mãn, khác hẳn với lúc được Tào Tháo phong làm Hán Thọ Đình Đầu. Khi nghe tới việc mình được phong chức đứng đầu trong ngũ hộ thượng tướng, Quang Vũ càng thêm giận dữ, miễn cưỡng tiếp nhận. Phí Y đã đem toàn bộ sự tình tâu lại với Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Đó là lúc mà Quang Vũ trở thành cái gai trong mắt Gia Cát Lượng. Nếu để Quang Vũ vào Tứ Xuyên, khó tránh khỏi xích mích dẫn đến huynh đệ tương tàn. Ngược lại, trấn thủ Kinh Châu, Quang Vũ có thể dâng thành cho Tào Ngụy bất cứ lúc nào. Nhục mạ Tôn Quyền. Trong khi đó, Tôn Quyền ở Đông Ngô đứng ngồi không yên bởi Quang Vũ trấn Kinh Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến xuống đánh Ngô. Tôn Quyền bèn dùng kế, sai sứ giả tới xưng Quang Vân Trường gả con gái cho con trai mình, thể hiện lòng muốn thắt chặt quan hệ Ngô Thục. Nhưng Quang Vũ vốn ngạo mạn, tự phụ và không có tầm nhìn xa nên rất coi thường Tôn Quyền. Quang Vũ không biết rằng làm tổn hại quan hệ Thục Ngô cũng phá tan chiến lược Long Trung đối sách mà Gia Cát Lượng đề ra. Vì vậy, Quang Vũ mắng chửi sứ giả hết lời, thậm chí còn nhục mạ Tôn Quyền khi nói hổ nữ sao có thể gả cho Khuyển Tử. Có thể nói, Quang Vũ đã phạm sai lầm chết người khi thẳng thừng gây hấn với Tôn Quyền, bởi xét về vai vế, Tôn Quyền đứng ngang hàng với Lưu Bị. Tôn Quyết biết tin, tỏ ra hết sức tức giận, một mặt nhẫn nhịn chờ thời, mặt khác bắt đầu xây dựng mối quan hệ giao hảo với Tào Ngụy. Quang Vũ chết là điều tất yếu. Trên thực tế, bản thân Quang Vũ trong giai đoạn này có lẽ cũng hết sức đau đầu. Bởi Lưu Bị, dù khởi binh khôi phục Hán Triều, nhưng lại tự ý xưng vương khi chưa có sự đồng ý của Hán Hiến Đế. Nếu theo Tào Tháo, Quang Vũ sớm muộn cũng chứng kiến cảnh nhà Hán diệt vong. Trong bối cảnh đó, Gia Cát Lượng để Lưu Bị phong Quang Vũ làm tiền tướng quân, khởi binh đánh Tương Dương. Quang Vũ dù không giỏi mưu lược, nhưng cũng hiểu rằng đánh Tương Dương chẳng khác nào tấn công Tào Tháo, trong khi Tôn Quyền ở phía sau sẵn sàng đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Trước có Tào Tháo, sau có Tôn Quyền, Quang Vũ biết mình đang dấn thân vào chỗ chết.
Một số học giả Trung Quốc phân tích nếu may mắn có thể diệt được Tào Tháo, Quang Vũ sẽ lập công chấn hưng nhà Hán. Nếu không may thì sẽ bại trận mà chết. Cả hai con đường ấy đều không vi phạm tư tưởng Trung quân phục Hán, nên Quang Vũ chấp nhận dẫn quân lên đường. Có một điều mà Quang Vũ không ngờ, đó là mối quan hệ của ông với các tướng lĩnh dưới quyền cũng xấu đi nhanh chóng. Đến khi rơi vào bế tắc trong chiến dịch đánh Tương Dương Phàn Thành, Quang Vũ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, lại bị quân Đông Ngô đánh úp, buộc phải rút chạy về Mạch Thành. Quang Vũ thất thủ Mạch Thành là điều tất yếu. Quân Ngô bắt sống, Quang Vũ kiên quyết không hàng Ngô mà chỉ còn đường nhận lấy cái chết. Có thể nói, Quang Vũ đã đạt được tâm nguyện khi hy sinh tính mạng để bảo vệ lý tưởng. Cái chết của Quang Vũ thể hiện vận mệnh của nhà Hán đã hết và báo hiệu sự diệt vong. Còn các bạn khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bình luận ý kiến của các bạn bên dưới video này và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.